Một công trình được ví như một kỳ tích của thời đại mới trong đầu tư xây dựng. Một dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành chỉ sau 6 tháng thi công thần tốc. Chỉ có bàn làm chứ không bàn lùi, không làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Và tôi tin là với cái khí thế này là các ông chí hoàn thành được. Một dự án đặt kỷ lục về thời gian thi công ngắn nhất, thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư ngắn nhất, cách làm sáng tạo nhất của ngành điện từ trước tới nay. Một kỳ tích có được nhờ sức mạnh tổng hợp của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân. Địa phương phải tập trung và xung kích đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Toàn công trường đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành dự án đúng mục tiêu theo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Theo quy hoạch điện 8, giai đoạn 2021-2030, điện thương phẩm Bắc Bộ được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao khoảng 8,8% mỗi năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện. Để bổ sung nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội cho miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khẩn trương xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, đảm bảo đủ điện cho đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với nguồn điện ổn định. Tuy nhiên, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã đứng trước nhiều thách thức lớn, đe dọa tới mục tiêu đặt ra. Tại thời điểm dự án bắt đầu thi công, nhiều người còn khẳng định là không thể hoàn thành, đặc biệt là về thời gian. Đó là chưa kể đến hồ sơ thủ tục giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu, điều kiện thi công, yếu tố thời tiết bất lợi. Thông thường, những dự án có quy mô lớn và phức tạp như thế này, nhanh cũng phải ít nhất 3 năm mới hoàn thành. Thì nay, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, chỉ hoàn thành trong 6 tháng, nghĩa là bằng 1/6 dự án thông thường. Ở giai đoạn ban đầu, lúc ban đầu triển khai, thì rất nhiều người trong chúng tôi cảm thấy và hình dung là sẽ rất khó hiện thực. Ngày 28 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng họp lần đầu với các bộ ngành địa phương tại Thanh Hóa, tiến độ bàn giao mặt bằng còn rất chậm. Thế nhưng sau cuộc họp, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt. Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của đất nước. Đó là tinh thần quyết liệt mà người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, đơn vị, địa phương phải phát huy cao độ trước những khó khăn thách thức để có thể hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 đúng mục tiêu đề ra. Trong đó nhấn mạnh tinh thần ba cùng, đó là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ nhận thức và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Đây là một cái dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi phải có cái sự vào cuộc của các bộ, các ngành có liên quan và của hệ thống chính trị, của các tỉnh có đường dây đi qua. Rồi người dân đòi hỏi có cái sự phối hợp chặt chẽ để mà giải quyết những cái vướng mắc, những cái khó khăn. Và đặc biệt là chúng ta phải đổi mới cách làm. Nếu như trước đây chỉ có chủ đầu tư thôi, thì bây giờ các địa phương cũng vào cuộc, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm. Thì đây là cái nhiệm vụ chung đã đặt. Cái lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung lên trên hết. Đây là một cái áp lực rất lớn. Với một cái khối lượng lớn như thế này và đi qua nhiều địa phương, chúng ta phải làm bằng được, góp phần cung cấp đầy đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng và kinh doanh. Lãnh đạo cao nhất của Chính phủ đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định việc triển khai dự án này như một chiến dịch. Tất cả phải cùng vào cuộc với những nhiệm vụ cụ thể được giao. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng, bảo đảm an ninh, trật tự, đền bù đúng pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo phong trào, xu thế để người dân ủng hộ, hiến kế, tích cực tham gia và hỗ trợ các lực lượng thi công. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đã lan tỏa tới từng địa phương có dự án đi qua, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án. Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì 6 cuộc họp, ban hành nhiều công điện, chỉ thị để tháo gỡ vướng mắc cho dự án, đi kiểm tra thực tế 3 lần để đôn đốc động viên các lực lượng thi công.
Việc thi công dự án nhiều thời điểm đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng cơ chế, trong đó có quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công tạm. Nghị định 27 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhanh kỷ lục đã ngay lập tức tháo gỡ những điểm nghẽn về tạm sử dụng rừng phục vụ thi công dự án. Nhờ đó, đại công trường lại tiếp tục rộn ràng khí thế. Chỉ trong vòng 3 tháng, mọi thủ tục đầu tư đã hoàn thiện, trở thành dự án đạt kỷ lục về hoàn thiện thủ tục đầu tư với thời gian ngắn nhất của ngành điện từ trước tới nay. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phối hợp với 9 địa phương có dự án đi qua, đồng loạt tiến hành động thổ dự án. Nhưng đến ngày 25 tháng 1, sau khi Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra đôn đốc động viên thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì chính thức khởi công toàn dự án. Một đại công trường đã bước đầu được hình thành với quyết tâm cao. Song song với quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, nguồn vốn cho 4 dự án đã được thu xếp với việc tham gia của 5 ngân hàng thương mại trong nước với tổng số tiền vay là 15.870 tỷ đồng, đảm bảo đủ vốn để triển khai các dự án. Dự án có chiều dài 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh, là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đã đứng trước những khó khăn tưởng không thể vượt qua. Tuy nhiên, ngay trong tháng 1 năm nay, sau chuyến thị sát tại một số công trình, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến giải quyết các vướng mắc. Thủ tướng chỉ đạo phải phân công rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ dự án với tinh thần thân tốc, tăng tốc triển khai dự án. Các bộ ngành địa phương, các tập đoàn tổng công ty cần thống nhất ý chí, cùng nhau hành động, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Giải phóng mặt bằng sớm là điều kiện then chốt, tạo thuận lợi rất lớn cho công tác tổ chức thi công. Có mặt bằng đến đâu là hoàn thành móng, cột đến đó. Tại 9 địa phương đường dây đi qua, các đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh thường xuyên đến công trường để đôn đốc các huyện, xã đẩy nhanh tiến độ mặt bằng và xử lý tại chỗ các khó khăn có liên quan. Toàn bộ vị trí móng đã được bàn giao cho nhà thầu thi công trong tháng 3 và toàn bộ hành lang tuyến đã được bàn giao trong tháng 5 để các đơn vị tham gia dự án tăng tốc thi công. Chúng tôi yêu cầu các huyện xây dựng một cái kế hoạch chi tiết bám sát vào cái tiến độ này để chúng tôi kiểm đếm và kiểm điểm lại cái công tác giải phóng mặt bằng. Nó sẽ rút ngắn được cái thời gian và nó đảm bảo theo cái yêu cầu là tiến độ rất gấp. Theo cái cam kết với Thủ tướng Chính phủ cũng như là Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực thì chúng tôi cam kết đến 30 tháng 3 thì chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ cái hành lang tuyến. Dự án huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, giao cho các chủ thể doanh nghiệp ở địa phương những việc có thể tham gia tạo không gian thi công, xây dựng đường hậu cần, đào hố móng, đúc móng theo thiết kế. Cách làm linh hoạt này đã đẩy mạnh vai trò của các địa phương tham gia vào dự án. Trong cái quá trình dựng cột kéo dây để về đích, đảm bảo tiến độ được nhanh và cho đến ngày hôm nay được hoàn thành thì nhà thầu được đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân, của đặc biệt là các chính quyền địa phương để phát tuyến hành lang để đảm bảo cho cái công tác kéo dây không bị dừng hoãn ngày nào. Công trình không thể bàn giao mặt bằng nhanh nếu không nhận được sự ủng hộ của người dân các địa phương chính tỉnh có dự án đi qua. Ít có dự án nào mà sự đồng thuận của người dân cao tới như vậy. Họ sẵn sàng nhường đất, nhường chỗ ở, nơi làm ăn sinh kế cho dự án. Thậm chí có những hộ gia đình chủ động tháo dỡ nhà cửa, di rời mồ mả cha ông để dự án sớm đi vào triển khai. Cái công trình và nhà nước rất là lớn. Thì mình là một người công dân, người Việt Nam thì mình phải chấp hành, mình chịu khổ, chịu khó thôi. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đối với nhiều người không phải việc dễ dàng. Nhưng nhờ các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc kiểm đếm rõ ràng, minh bạch, nên hầu hết người dân đều hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, tích cực phối hợp trong việc kê khai, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Thành công của dự án chính là phát huy được sức mạnh từ nhân dân, khi có tới gần 5.250 hộ gia đình
96 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó có 167 hộ gia đình phải di dời tái định cư. Tổng cộng người dân đã nhường 1,83 triệu mét vuông đất. Đường dây đi qua nhà, tôi di dời nhà trước, tôi phá nhà trước, khoảng tầm 2 tháng sau mới được. Chưa gần sẵn đèn bù mà tôi cũng phải di sẵn tìm nơi mà di chuyển nhà ra chỗ khác để cho tất cả công trình nhà nước, quốc lộ nhà nước được quân làm công việc tốt đẹp. Cuộc họp đã đi được lắm rồi, vợ thì không biết, chồng biết thì bảo, mà tất nhiên là sau này cũng thông hết mà cũng vui vẻ ủng hộ cho nhà nước và chính phủ để hoàn thành cái đường dây. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có khối lượng thi công rất lớn, trong đó khối lượng đào đất là hơn 2,5 triệu mét khối, đổ hơn 705.000 mét khối bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng, 513 khoảng néo hành lang tuyến với chiều dài tuyến 519 km, kéo 26 sợi dây dẫn, dây chống sét, cáp quang với tổng gần 14.000 km. Số lượng cột của đường dây 500 kV mạch 3 là khối lượng khổng lồ chưa từng có, lên tới 1.177 vị trí cột. Nếu như trước đây thi công gần 1.500 km đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 là mạch đơn, cần dựng 60.000 tấn cột thép và thi công trong 2 năm, thì đối với dự án này 519 km mạch kép tương đương hơn 1.000 km mạch đơn, phải dựng 139.000 tấn thép, gấp hơn 2 lần so với mạch 1, mà thời gian thi công chỉ hơn 6 tháng thần tốc. Hiện tại công ty gang thép Thái Nguyên chỉ sản xuất được đến loại thép 150 nhân thép góc đến 150. Còn lại các loại khác thì mới gần đây thì có công ty POSCO thì mới sản xuất, còn lại thì chúng ta đều phải nhập khẩu. Cái việc chậm vật tư của những cái vật tư mà trong nước chưa sản xuất được cũng là một cái khó khăn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, xác định rõ tính chất cấp bách của dự án, các nhà thầu tăng cường nhân lực thực hiện gia công 3K 4 kíp 24/7, làm việc xuyên ngày nghỉ ngày lễ để hoàn thiện cung cấp cột thép. Trong giai đoạn này, Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần thị sát công trường và 5 lần chủ trì cuộc họp chuyên đề về dự án đường dây 500 kV. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng thường xuyên họp và kiểm tra đôn đốc công trường cũng như nhà thầu sản xuất cột thép, đồng thời cắt cử cán bộ chuyên trách cùng với đơn vị tư vấn thiết kế thường xuyên bám trực tại nhà máy cũng như trực tiếp ra nước ngoài để đôn đốc sản xuất đáp ứng tiến độ cho dự án. Bộ Công Thương cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 2 tuần một lần họp ban chỉ đạo để đôn đốc địa phương vào cuộc ủng hộ dự án. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, toàn bộ vị trí móng đã được bàn giao cho nhà thầu thi công trong tháng 3 năm 2024 và toàn bộ hành lang tuyến đã được bàn giao trong tháng 5 năm 2024 để các đơn vị tham gia dự án tăng tốc thi công. Đây là cái giai đoạn nước rút, yêu cầu về mặt kỹ thuật là rất cao. Tất nhiên là mình phải chạy đua với thời gian để mà đạt được cái đích theo chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng mà cái yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải đặt lên hàng đầu. Thế nhưng khó khăn chưa dừng ở đó. Dự án đi qua địa bàn 9 tỉnh, nhiều vị trí địa hình núi cao, dốc thẳng đứng. Nắng hè gió phơn Tây Nam hầm hập, càng trên cao càng nóng rát. Hết nắng nóng tiêu đốt trên 50 độ C, lại đối mặt với những ngày mưa bão dông lốc, gió giật mạnh kéo dài từ 3 đến 7 tiếng. Mặt bằng sạt trượt, nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị công trình. Trước những thách thức này, giải pháp 4 tại chỗ bao gồm nhân lực tại chỗ, vật tư tại chỗ, máy móc phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đã phát huy tác dụng. Nhiều cách làm hiệu quả đã được đề ra. Sự khốc liệt của thời tiết miền Trung túi mưa, trào lửa không ngăn được ý chí kiên cường của các lực lượng xây dựng đường dây 500 kV mạch 3. Giai đoạn thi công móng cho đến lắp dựng trụ và kéo dây thì thời tiết cũng có rất nhiều cái giai đoạn nó khắc nghiệt. Thời điểm bây giờ thì đang mưa gió, thì đơn vị cũng động viên anh em là với tinh thần cố gắng đưa dự án về đích sớm. Đặc biệt, tuyến đường dây có 7 vị trí cột cao 145 mét, tương đương với tòa nhà 50 tầng và nặng tới gần 430 tấn. Đây là những cột vượt sông vượt hồ thi công gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong thời gian mưa nhiều gió lớn. Anh em công nhân phải ngâm mình hàng giờ dưới dòng sông để kéo dây. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiến độ, nhiều công nhân tranh thủ ăn trưa ngay trên những cột điện cao cả 100 mét. Ăn cơm tần lên cột lên để ăn, để hạn chế thời gian di chuyển.
tuyến đường dây có 49 khoảng néo vượt quốc lộ cao tốc, 41 khoảng néo vượt sông và vượt hồ lớn, 295 vị trí thi công trên núi, 239 vị trí móng cọc ở vùng đồng ruộng, ao hồ, đầm lầy, địa chất yếu. Nhiều vị trí cột cao tới 200 mét và nặng tới 300 tấn thép. Đối với công trình Mạch 3 đợt này thì ban lãnh đạo đã suy nghĩ và đã tính toán tìm ra biện pháp tối ưu là dùng cẩu 400 tấn và độ vươn 158 mét để đáp ứng dựng được cột cao 145 mét để rút ngắn thời gian. Các phong trào thi đua cho công trường Mạch 3 tạo ra một khí thế hưng hực trong ngành điện. Những người lính áo cam khắp mọi miền Tổ quốc được huy động. Do phải triển khai đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, các công việc thi công dựng cột, kéo dây cần huy động số lượng lớn nhân lực có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, tay nghề cao. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường nhân lực, giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Trong đó, huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tham gia thi công. Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào để gắng thực hiện, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, gắng cố gắng quyết tâm để thực hiện được cái công trình trọng điểm của quốc gia để đóng điện trước tòa án. Không chỉ phải nhanh ở từng địa phương, từng hạng mục của dự án, mà cần phải có sự phối hợp đồng bộ và tích cực từ nhiều bộ ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Số lượng cơ quan tham gia dự án lên tới gần 300 cơ quan đơn vị. Tại Tổng Hải quan, chúng tôi thành lập một bộ phận thường trực để chỉ đạo Cục Hải quan thành phố tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án này. Để khích lệ toàn công trường nỗ lực cố gắng quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã phát động đợt thi đua 120 ngày đêm trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 với chủ đề năm nhất, tiến độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, an toàn, tiết kiệm nhất, sáng tạo nhất, chăm lo đời sống tốt nhất nhằm tạo khí thế sôi nổi trên công trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam thường xuyên thăm hỏi động viên, tích cực tham gia công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho kỹ sư, công nhân tham gia dự án. Ngoài ra còn có khoảng 4.000 đoàn viên thanh niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ tại các địa phương. Công trường còn ấm áp với tình cảm của các lực lượng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng phụ nữ, cựu chiến binh các địa phương và bà con nhân dân đã tiếp sức cho các lực lượng thi công và tham gia các phần việc có thể. Xác định rõ tính chất cấp bách của dự án, ngay khi dự án được triển khai cùng với chính quyền tại địa phương và các tổ chức xã hội, lực lượng công an các cấp cũng đồng loạt ra quân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các địa bàn thi công. Đặc biệt, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi với người dân, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người dân, nên công tác vận động người dân đã được diễn ra thuận lợi. Đường dây 500 km mạch 3 với khối lượng công việc khổng lồ, nhưng kể từ khi triển khai cho đến khi hoàn thành dự án, đã không có bất cứ một mệnh lệnh hành chính nào phải thi hành. Tuyên truyền vận động người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kịp tiến độ. Đồng thời thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức di dời tài sản nhé, rồi chặt phá cây cối giúp đỡ người dân. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đã tập trung hỗ trợ phát quang, giải phóng mặt bằng, tạo hành lang an toàn lưới điện, vận chuyển cuộn cáp điện, vật liệu, giải kéo dây, sàn lấp hoàn trả mặt bằng. Lực lượng quân đội, đặc biệt là quân khu 3, quân khu 4 đã hỗ trợ hàng nghìn ngày công tập trung tham gia vận chuyển vật tư thiết bị, kéo giải dây, hoàn nguyên môi trường, đảm bảo chất lượng, góp phần hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia. Lực lượng vũ trang khu 4 đã tham gia tích cực với trách nhiệm cao nhất, vượt nắng thắng mưa, không ngại khó khăn gian khổ, đã là phối hợp chặt chẽ và hoàn thành được cái tiến độ và được là Tổng công ty Điện lực Việt Nam đánh giá rất cao. Có những cao điểm lên tới hơn 15.000 lao động trên các công trình. Có lẽ cũng chưa từng có công trình nào mà lực lượng nhà thầu xây dựng, lực lượng của chủ đầu tư, rồi lực lượng của các đơn vị xã hội, thanh niên và các lực lượng vũ trang lại cùng đồng lòng xây dựng với một khí thế như là những năm 80, 90 như thế. Và trong quá trình đó, rất nhiều tình cảm được gửi gắm đến những người chiến sĩ áo cam.
trong đó có bài thơ Con gái gửi ba, là tình cảm và cũng là lời động viên của cô con gái Lê Nguyễn Phương Anh, 16 tuổi, dành cho ba, một công nhân ngành điện trong những ngày ba tham gia đội xung kích thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, để lại rất nhiều xúc động. Theo lệnh động viên, ba đã lên đường, xung kích thi công mạch 3 lưới điện. Trong giấc mơ, con non nớt ẩn hiện, chiếc áo vàng ba khoác vội bên hiên. Bài thi con đạt 10 điểm vẹn tròn là phần thưởng dành tặng cho ba đó. Công trình đường dây 500 kV rất nhiều gian khổ, quyết hoàn thành theo tiến độ nghe ba. Đường dây trên cao ngân nga bản tình ca, băng núi vượt sông dựng hình hài tổ quốc. Ngày 18 tháng 1, động thổ dự án. Ngày 25 tháng 1, khởi công đồng loạt toàn tuyến. Đến ngày 28 tháng 6, dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa hoàn thành đóng điện. Ngày 30 tháng 6, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa hoàn thành đóng điện. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa hoàn thành đóng điện ngày 19 tháng 8. Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối hoàn thành đóng điện ngày 19 tháng 8. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu hoàn thành đóng điện ngày 27 tháng 8. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành đóng điện sau hơn 6 tháng thi công với ý chí sắt thép và tinh thần mãnh liệt, trở thành niềm tự hào không chỉ của ngành điện mà còn là công trình đặc biệt quan trọng và cũng đặc biệt trong cách triển khai thi công và vận dụng sức mạnh tổng hợp, là công trình của toàn dân, toàn quân. Đây là sự thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự quyết tâm của chính phủ và các cái chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã biến thành khẩu hiệu hành động của trên tất cả các cái công trường, các cái vị trí công trường của đường dây, cũng như nó biến thành cái hành động thực tế của tất cả các lực lượng tham gia. Chúng ta cũng rút ra được rất nhiều bài học quý báu để tiếp tục vận dụng trong các dự án lớn của đất nước. Có 4 cái bài học cơ bản. Cái bài học thứ nhất về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện là phải cái tư tưởng là phải thông, đấy, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, rồi làm việc nào là phải dứt việc đó. Đấy. Với một cái tinh thần là khi mà phân công thì phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Rồi tăng cường cái công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Bài học thứ hai là huy động cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cấp ủy ở các địa phương vào cuộc, rồi chính quyền thì quản lý, doanh nghiệp và người dân thì tham gia và ủng hộ cái việc này. Rồi mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị đều tham gia hết, lực lượng vũ trang, quân đội, công an. Cái bài học thứ ba là cái sự quyết tâm, cái sự tự lực, tự cường, tự vươn lên, khẳng định mình của cái Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có các đồng chí lãnh đạo, rồi đặc biệt là cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Một cái bài học quan trọng nữa là cái công tác tuyên truyền. Vừa qua thì các cái cơ quan tuyên truyền, ví dụ như là VTV, ví dụ như VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ, rồi các báo Nhân dân, rồi các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, rồi báo Lao Động, vân vân, là vào cuộc rất là tích cực. Đấy. Và chính cái tuyên truyền này nó tạo ra một cái sức mạnh nội sinh và nó cổ vũ cho những người làm trên công trường, những người làm trên dự án này có thêm cái tinh thần, có thêm cái động lực để cho họ vượt nắng thắng mưa và không thua bão gió. Và cái bài học này thì đang được nhân lên ở tất cả các cái công trường trọng điểm quốc gia, như là đường cao tốc, như là sân bay, như là xây dựng bến cảng, rồi xây dựng cái hạ tầng số, vân vân. Thì đây là những cái bài học rất quý mà tôi nghĩ là có thể vận dụng trong cái tổ chức thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo các cái công trình trọng điểm quốc gia trong cái thời gian tới đây. Nhớ lại Việt Nam những năm 90, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế toàn bộ khu vực miền Nam là rất lớn.
Vì vậy khi ấy, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã quyết định cho xây dựng đường dây 500 kV mạch 1 với quyết tâm hoàn thành trong 2 năm để đưa điện từ miền Bắc vào miền Nam, tạo sức bật rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam. Những năm sau đó, Việt Nam đã phát triển đường dây 500 kV mạch 2 và một phần mạch 3 ở phía Nam để đưa điện từ miền Trung, Tây Nguyên ra miền Bắc. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn điện ở miền Bắc đã tới hạn, trong khi miền Nam và miền Trung đã phát triển nhiều trung tâm điện lực lớn và có gần 20.000 MW năng lượng tái tạo, nhưng khả năng truyền tải của đường dây từ miền Trung ra miền Bắc tới hạn. Do đó, việc xây dựng đường dây mạch 3 từ Quảng Trạch, Phố Nối có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hệ thống đường dây 500 kV là huyết mạch quốc gia, đưa dòng điện đến khắp mọi miền Tổ quốc. Công trình có thể xem như một bản hùng ca trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khi cả nước cùng lên công trường với ngành điện. Với khát vọng đi trước mở đường cho phát triển, điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực đi trước một bước sẽ tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh.